Tôi Võ Văn Thông ở Miễu Quý Tháp 10 Đồng Tháp. Tôi vụ trước tôi có xài qua cặp sản phẩm thuốc này nè, tôi thấy quá hiệu quả. Tôi cứ tiếp tục vụ này là để quản lý tiếp. Tôi cũng có phổ biến cho nhiều bà con xài lắm rồi, rất hiệu quả. Chỉ hai lần cũng thôi là bảo quản được cây lúa trong suốt cả vụ. Quá tuyệt vời, tôi chọn xài sử dụng tiếp tục. Tôi Bùi Công Bình là ở Tháp 10 Đồng Tháp. Là cái vụ rồi là tôi có xài cái cặp thuốc Ninja này, với thuốc này là thấy quản lý đầu là tốt. Nên cái vụ đông hè thu này là tôi tiếp tục là thấy hiệu quả, tiếp tục là tôi xài hai cái sản phẩm này. Rồi đang là quản lý đầu ôn. Tôi Đào Thanh Khiết ở xã ấp Quy Tây 1, có bằng 3 hecta đất ở xã ấp Quy Tây 1 nè. Có xài vụ trước thì xài ba cái cặp này là thấy yêu lắm. Bây giờ thì mong đại lý lấy về đưa cho đại lý Hiếu Nghĩa tặng mình mua, chứ ấy có xịt mấy mùa trước có, mấy mùa này sao bằng không có. Bây giờ thì em về đó tặng mấy người tôi xịt, tí này xịt đi lắm. Rồi cái hai sản phẩm này cho cái vụ lúa sắp tới này là chú có tiếp tục sử dụng hai sản phẩm này không? Bắt đầu xịt nè, bắt đầu giờ là nó là 40 ngày bắt đầu mình xịt, xịt vừa một cái vét hơn cái, rồi bắt đầu là tới trước chỗ sau chỗ quốc ngữ nữa là cái gì. Tên là Nguyễn Nhân Tăng, ấp Mũi Tây 1, xã Minh Quý, huyện Tháp 10, chuyên cho hàng năm công vụ. Tôi đã làm cái sản phẩm này rồi, vụ này tôi tiếp tục làm sử dụng lại. Tôi là Nguyễn Tuấn Cảnh, ấp Mũi Tây 1, xã Minh Quý, Tháp 10, huyện Tháp. Tôi là sử dụng 19 con đất, vụ gọi tôi đã sử dụng rồi, vụ này tôi đã tiếp tục sử dụng.